Hello mọi người, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với cái chuyên mục animation của chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ không có nhân vật nào cả mà là một trái banh. Thì ở cái bài này sẽ có tên là Is Out và Is In. Thì hai cái khái niệm, cái tên Is Out và Is In này á, thì các bạn có thể thấy là mình viết cái chữ như thế này, có nghĩa là sao? Có nghĩa là từ từ đi ra và từ từ đi vô. Thì có thể là một số nơi sẽ gọi nó là nhanh dần và chậm dần đó. Thì cái khái niệm is này á, nó khá là quan trọng trong animation, tại vì nếu như chúng ta không có sử dụng cái kỹ thuật is này á, thì cái animation của chúng ta nó sẽ rất là thô cứng, nó thô ráp và nó kiểu giống như là nó không được uyển chuyển. Và is out và is in thường sẽ được thêm vào ở trong khá là nhiều cái key gọi là in between đó. Thì nếu như mà các bạn nào mà đã xem cái bài nhảy từ A sang B khá dài ha, khoảng 4 tiếng của mình, thì các bạn có thể thấy là mình đã thêm vào rất là nhiều key in between. Và những cái key in between đó, nó là để mục đích là để làm cho cái chuyển động của chúng ta mượt mà hơn, và nó hơi vô hình chung chúng ta là đã làm cái is out is in. Thế thì tại sao mình lại làm cái bài nhảy từ A sang B trước và làm từ cái bài is out is in này? Thì mục đích là để các bạn có thể mường tượng ra được cái kết quả trước đã, rồi sau đó mình lại đi ngược về và mình giải thích đó. Thì ở đây các bạn có thể tải cái trái banh ở đây, ở trên cái trang web animationmethod.com ở đây, và các bạn có thể tải cái trái banh giống như mình đang làm ở đây. Đây thì mình có làm sẵn cho các bạn, đây mình có làm sẵn cho các bạn một cái animation nhỏ nhỏ để vào cái bài học cho nó nhanh. Ở đây mình play thử nha. Ở đây mình đặt khá là nhiều key ha. Đây mình đặt khá là nhiều key ha. Rồi mình sẽ play thử nó. Đây các bạn có thể thấy trái banh nó lên và xuống, nhưng mà cái đoạn lên xuống này á, các bạn có thể thấy ở đây mình sẽ quét hết kia ở đây. Đây nó có một cái đoạn gọi là cái đoạn anticipation, đây một cái bow anticipation là cái bow bow nén lực, dồn lực đây, và sau đó là một cái bow, một cái squat and stress. Stress thì hai cái khái niệm đó mình sẽ chưa có nói ngay ở đây đâu ha. Mình sẽ cho các bạn khái niệm ngày hôm nay là is in và is out trước đã. Đây thì cái squat stress này nè, thì các bạn khoan hãy quan tâm đến cái vấn đề này ha. Rồi sau khi mà cái bow này nó nén lực đây, thì nó sẽ tung tung lên trời. Đây tung lên trời, tụi mình trời, sau đó tung lên trời xong thì nó xuống, thì nó xuống sau đó rồi nó sẽ nén thêm một lần nữa đây, sau đó nó hồi về trạng thái ban đầu đó. Thì cái bài này á nó khá là đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên cái vị trí mà mình đặt key á, đây chính là cái timing, nó khá là khác so với những gì mà các bạn có thể tưởng tượng là làm ngay từ đầu, đúng không nè. Đây một số cái bài punching ball á, nếu các bạn xem ở trên mạng á, thì nó sẽ là lên xuống lên xuống lên xuống và tắt dần, đúng không nè. Thì cái bài punching ball đó nó không có thể hiện được cái is out và is in này một cách nhiều nhất. Nó có đó. Rồi thế thì ở đây các bạn có thể thấy là cái đồ thị của chúng ta, đi thẳng vào vấn đề là cái đồ thị của chúng ta nó lên xuống như thế này, và nó khá là gấp khúc ở cái phần mà bắt đầu lên và phần sắp sắp tiếp đất xuống như thế này. Đây thế thì is out và is in nó là cái gì? Khi mà chúng cái banh này đó, nó lên trên cao cao nhất, đúng không? Các bạn thấy là nó từ từ nó giữ ở một cái đoạn timing á, thì nó khá là dài, mà sau đó thì nó cái trái banh nó vẫn ở lơ lửng ở trên không khá là lâu ha. Đó cái mình nó khá là lâu, và cái đỉnh điểm ở đây là ở key 23 là nó ở trên cao nhất, và sau đó nó đi xuống. Thì với cái đồ thị này á,
các bạn thử, nếu mà các bạn học học về về vật lý á, toán học á, hình học, thì các bạn có thể thấy là chỗ này là chậm dần, đúng không nè? Cái giai đoạn này giai đoạn chậm dần, còn giai đoạn này là giai đoạn nhanh dần. Ở đây là nhanh nhất. Thay cái key time ở đây, cái keyframe ở đây là nhanh nhất. Đây. Rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ để lại mặc định. Mặc định là sao? Mặc định tức là mình để auto. Đây, auto đây. Các bạn có thể chọn ở đây, hoặc các bạn có thể là chọn chuột phải, click chuột phải, chọn tangent. Sau đó các bạn chọn chọn auto ha. Chọn auto. Đây, hoặc là nhấn phím D. Đó. Thế thì cái mặc định như thế này á là nó đúng hay sai? Chắc chắn là nó sai rồi. Tại sao lại như vậy? Tại vì khi mà trái banh á, khi mà nó nén lực xong á, mà nó lên á là nó lên ngay lập tức. Đó, nó lên là nó lên ngay lập tức chứ nó không có lên từ từ. Đây. Nếu mà nhìn ở trên cái viewport như thế này á, các bạn sẽ khó nhận ra và các bạn sẽ tự hài lòng, đúng không nè? Sẽ tự hài lòng là animation này nó đẹp. Tuy nhiên khi mà nhìn vào đồ thị á, không có một trái banh nào mà lên từ từ hết. Đó, khi mà nó đã nén lực rồi thì chắc chắn là nó sẽ lên ngay lập tức luôn. Là nó sẽ ở cái dạng là, một là các bạn để linear như thế này, hai là các bạn tự chỉnh cái tự tự chỉnh cái handle ở đây ha. Nhưng mà mình để linear luôn là nó lên là lên ngay lập tức luôn. Thì đây, khi mà nó lên xong á, với một cái vận tốc ban đầu, đây vận tốc ban đầu là nó sẽ từ từ nó mất năng lượng, và nó mất năng lượng là nó is, đây mình sẽ để cái đồ thị đây, là nó is in có nghĩa là chậm dần. Is in tức là chậm dần, đây is in là chậm dần. Rồi nó giống như thế này, nó chậm dần là đồ thị của chúng ta nó sẽ, cái keyframe này là mình thêm vô nè, lúc đầu nó sẽ không có keyframe này đâu. Thì lúc đầu nó sẽ giống như thế này nè các bạn. Nếu như mà bây giờ mình xóa cái key này đi, đây thì đồ thị nó sẽ như thế này. Đây mình sẽ xóa hai cái key này đi. Cái này mình để tangent là linear nha. Xóa hai cái key này đi. Thì cái đồ thị lúc này của chúng ta nó sẽ như thế này, và chúng ta play thử nha. Rồi, các bạn thấy không? Các bạn thấy nó kỳ không? Nó lên xong nó xuống liền, nó lên xong nó xuống liền. Tại sao nó lại kỳ như vậy? Tại vì bản chất cái thực tế là khi mà chúng ta tung một cái vật nào đó lên khỏi mặt đất á, thì lúc đầu năng lượng của cái chuyển động đó là tối đa. Đây, năng lượng chuyển động của nó là tối đa. Và khi mà lên trên cao rồi á là nó mất dần năng lượng. Và ở cái đỉnh điểm cái độ cao cao nhất của nó là năng lượng gần như bằng không. Đó. Thì ở đây cũng vậy. Khi mà nó lên trên cao, đây năng lượng nó gần bằng không, và đến đây là năng lượng bằng không thì nó đứng im ở trên này luôn. Thì để thể hiện được cái đó, chúng ta buộc phải sử dụng ease in, có nghĩa là chậm dần đều. Đó. Còn ease out tức là nhanh dần đều. Thì ở đây nhanh dần tức là lúc đầu nó sẽ vẫn từ từ nó đi. Đó, nó từ từ nó đi. Sau rồi nó mới mới đạt được cái vận tốc tối đa của nó. Và cái vận tốc tối đa của cái ease out á, vô tình nó cũng lính là cái phần tiếp tiếp điểm chạm của cái vật thể đó luôn. Đó. Thì để biểu diễn cái đồ thị như thế này, nó gọi là đồ thị coi như là cái nhánh từ từ đây, từ key 13 cho đến cái key mà 23 thì chúng ta phải biểu diễn làm sao nó ra được is out. À, is in. Còn từ 23 cho tới 33 thì nó sẽ mình chúng ta sẽ biểu diễn cái đồ thị này là ở dạng là is out. Đó. Thì nếu mà các bạn quá khó hiểu về cái việc là tại là mất bao nhiêu thời gian để thể hiện ra được cái và đặt key ở đâu thì nó mới gọi là is out về is in, thì ở đây mình có một cái mẹo như thế này. Lúc đầu là các bạn chưa có cái key này đúng không? Các bạn chỉ có key đầu và key cuối thôi, đặt bold mà. Mình đặt bold là đặt bold đầu, với đặt bold là đặt bold bold cuối ở đây. Đúng không nào? Chúng ta đâu có hình dung là được có sẽ có một cái key ở đây đâu. Nhưng mà chúng ta chắc chắn là chúng ta phải làm, đúng không nè? Đó là một cái key in between, có nghĩa là thêm một cái key vào để diễn tả được cái sự chậm dần của nó. Thì ở đây gần như là mình chia đôi, gần như mình chia đôi thôi chứ chưa không có hẳn là chia đôi ha. Đó, thì từ nửa cái nhánh từ phía bên trái sang
cái trung tâm ở đây, đúng không ạ? Chúng ta có một cái khoảng thời gian, tức là 13 cho tới 18, 13 cho đến 18 là khoảng 6 5 5 frame. Đây, 1 2 3 4 5, 5 frame. 5 frame mà đi được khoảng đường dài. Đây, từ 0 cho tới 18 nè. Các bạn thấy giá trị của nó khoảng là 18 nè. Đó. Thì có nghĩa là sao? Thời gian thì như nhau. Đúng không? Và đây 1 2 3 4 5 cũng 5 frame luôn. Đó, thời gian thì như nhau mà quãng đường đi thì nhiều hơn. Ở đây từ 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 đây cho đến đây là từ 18 cho đến 22 á, là đâu có khoảng 4 à, 4 giá trị à. Còn từ đây từ 13 cho tới 18 mà chúng ta đến 18 giá trị rồi. Như vậy rõ ràng là cùng thời gian mà quãng đường đi nhiều hơn thì vận tốc nó sẽ lớn hơn, đúng không nè? Đây là một cái công thức toán học rất là dễ. Đó, thì nó biểu diễn như thế này, tức là nó đang nhanh nhanh từ đây tới đây nhanh, nhưng mà từ đây cho đến đến đây thì chậm. Đó, thì để biểu diễn được cái kiểu mà ease out á, là chậm dần đều á, các bạn chỉ cần áp dụng cái cách này thôi. Ban đầu thì các bạn cứ chia đôi đi đó, ban đầu các bạn cứ chia đôi đi, nếu như cảm thấy không ổn thì chúng ta lại tiếp tục chia đôi tiếp, chia đôi tiếp, chia đôi tiếp thì chúng ta thêm key vào chia thôi. Và đặc điểm là các bạn càng kéo lên, đúng không nè? Đây, càng kéo lên, đúng không? Thì từ đây, từ từ cái điểm đầu tiên cho đến cái điểm giữa là nó sẽ nhanh, kéo lên là nhanh, như vậy thôi. Nhìn là có thể thấy rồi ha. Đó, thì đây là một cái cách, một cái mẹo của chúng ta để chúng ta tạo ra cái is in. Và ở đây thì mình sẽ, sau khi mình nói như vậy xong đó, thì bên đây là mình chỉ có copy thôi, copy cái key này Ctrl C và qua đây Ctrl V, mình copy qua cái key này thôi và cho nó đối xứng nhau mà. Đó, đối xứng nhau rồi thì mình làm, mình đã nói như vậy rồi. Và ở đây thì mình sẽ làm lại cho các bạn cái quá trình mà mình sẽ làm ha, để cho các bạn thấy là mình phân tích mình làm những cái kiểu như thế này như thế nào. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ xóa hết cái toàn bộ cái kỳ này đây, delete. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ không có một bất kỳ một cái kỳ nào ở đây hết, và mình làm lại từ đầu. Và khái niệm SWOT and stress ở đây thì mình sẽ SWOT là nén vào. Rồi, stress là giãn ra. Đây, SWOT giãn. Nén, giãn, nén, giãn, nén, giãn ha. Rồi. Ở đây, đầu tiên. Ở đây nó có một cái control tên là control COG, Center of Gravity ha. Là chúng ta có thể là điều khiển tổng hết lên xuống, lên xuống, lên xuống, qua lại xoay luôn cũng được nè. Rồi, control thứ hai là gì? Control thứ hai ở đây là các bạn có thể xem là, à, cái xoay này nó liên quan đến cái gì đây? Rồi, SWOT and stress theo cái hướng 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 xoay của đây. Mình tạm thời chúng ta sẽ chưa có xài. Ở đây mình sẽ chài cái COG là chủ yếu. Rồi, đặt key on hết. Rồi, đầu tiên sẽ là ở đây. Tiếp theo mình lấy frame 10, 5 đi, frame 5, mình tiếp tục mình đặt key thêm lần nữa. Và lần này á, lần này mình sẽ cho nó nén xuống khoảng 0.2, ví dụ như vậy, nén xuống. Và frame thứ 10 đặt tiếp key on. Đây, mình sẽ tạo ra một cái bow là đẩy lên, giãn, nó kiểu giống như giãn nở vậy đó, giãn lên như thế này đó. Rồi, đặt key on tiếp đến frame thứ 15 thì sau khi mà nén xong rồi giãn ra thì nó sẽ bay lên trên, đúng không nè? Mình sẽ đặt key on hết ha, đến frame thứ 15 đặt key on luôn. Rồi, lên
cho nó lên lên khoảng nơi đây đi. Rồi khi mà lên đến đây á là nó không còn stress nữa và chúng ta sẽ cho nó về không. Vậy lúc này là nó ở đây là giá trị là năng lượng là gần như là bằng không rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ tiếp tục mình đặt Kion tiếp ha. Frame thứ 20 thì sao? Frame thứ 20 thì nó sẽ đây, frame thứ 20 thì sẽ giá trị ở đây sẽ bằng không. Có nghĩa là lúc này nó sẽ tiếp đất rồi ha. Đây, tiếp đất. Rồi frame thứ 25. Sau khi tiếp đất xong á thì cái trái banh này nó sẽ có một cái lực nén đè xuống. Đây. Đặt key on tiếp. Và sau đó mình sẽ chỉnh cái squat and stretch nhẹ nhàng khoảng 0.2. Ví dụ như vậy. Đó. Rồi, đặt key on. Rồi, đến frame thứ 30 thì sao? 30 thì cho nó hồi về. Hồi về ha. Rồi, cho nó hồi về. Hồi về nhưng chưa vào bằng không. Mình sẽ cho nó đàn hồi chút xíu là khoảng 0.1. Đây. Ví dụ như vậy thôi. Và sau đó thì frame thứ 35 mình sẽ cho nó về giá trị 0 luôn. Đó. Rồi. Lúc này là chúng ta sẽ đặt Kion hết tất cả và chúng ta sẽ xem lại cái quá trình mà trái banh chúng ta lên xuống như thế nào ha. Đầu tiên, frame 1 là vị trí này. Sau đó trái banh nén lực, bung lực, bay lên. Đúng không nào? Frame thứ 15 bay lên, sau đó hết năng lượng bay xuống. Chạm mặt đất, đúng không? Chạm mặt đất xong rồi, bị nén thêm lần nữa do cái quán tính. Rồi, frame thứ 30 là đàn hồi, do nó đàn hồi mà bị nén xong rồi đàn hồi lên, xong rồi đàn hồi xuống về trạng thái ban đầu. Như vậy là chúng ta có khoảng 1 2 3 4 5 6 7 8 80 kỳ. Trong đó có hai kỳ bô chính, có ba kỳ bô chính là kỳ bô 1 đúng không nào? Kỳ bô 15 là kỳ bô cao nhất và kỳ bô 35 là có ba kỳ bô. Ba kỳ bô. Còn mấy cái breakdown thì và in between á. Ở đây thì mình sẽ gọi là breakdown đi. Còn in between thì nói cái này chắc cũng chưa có thêm in between gì lắm nhiều nhiều lắm đâu. Rồi. Mà cái breakdown là breakdown như bow anticipation ha, bow nén. Rồi, sau đó là bow giãn. Tiếp theo là bow nén và bow giãn. Đó, thì chúng ta có thêm bốn cái breakdown đó nữa. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái timing, cái thời gian khi mà chúng ta play những antenna V ha. Rồi, khá là kỳ, nhìn nó khá là kỳ ha. Đó, nhưng mà bow thì chúng ta đã có hết rồi. Thế thì để giải quyết cái vấn đề timing này thì như thế nào? Theo cái nguyên tắc á, các bạn học á thì mình đã có một cái tip nho nhỏ, đó chính là giảm hoặc là tăng cũng được. Ở đây mình sẽ ghi chữ tăng đi, tăng gạch cái giảm 2-3 frame mỗi lần. Đó thì đây là một cái tip nho nhỏ, một cái mẹo nho nhỏ để cho chúng ta coi như là làm nó animation nó hợp lý. Thì ở đây thì mình play thử á, mình thấy cái việc mà nén lực ở đây nhanh quá, nén nè, frame rate nhanh quá, thì ở đây các bạn nào mà quên cái thao tác chuột mà làm ở trên cái này kéo ra kéo vô á thì các bạn nhớ là các bạn nhấn Antenna Shift chuột phải ha, Antenna Shift chuột phải và kéo con chuột phải của chúng ta lên xuống nè, Antenna Shift nè, mình đã Antenna Shift nè, chuột phải nè, đó các bạn quên thì nhắc lại cho nhớ. Rồi ở đây thì kéo 2-3 frame, kéo qua, nhấn Shift chuột giữa kéo ra, nhấn Shift chuột giữa kéo ra 2 frame, rồi xem. Rồi tiếp tục thêm 1 frame nữa. Rồi mình sẽ cho nó lên frame số 10 luôn.
Có nghĩa là nó mất khoảng 10 frame để nén lực. Rồi, sau khi 10 frame để nén lực xong á thì mình sẽ cho nó khoảng ở đây nó mất thời gian nhiều quá để nó ra cái bộ bay lên, đúng không nào? Thì ở đây mình sẽ giảm nó lại. Rồi, cái khoảng thời gian mà nó lên nhanh quá, lên và xuống nhanh quá, đúng không nào? Thì ở đây mình sẽ tăng giảm nó, ví dụ như ở đây là khoảng 13 đúng không? Cái bài cũ của chúng ta là 33 đúng không? 33 thì 23 ở đó. Thì lúc đầu á là mình đơn giản là mình chỉ kéo qua khoảng đó 2 frame một lần xong nó xem thôi. Đó, 2 frame một lần xem. Nó ra được cái 23. Nó mất khoảng đâu 10 frame, đúng không nè, là nó lên. Sau đó 10 frame đi xuống là 30, 33. Đó, chúng ta phải thử liên tục như vậy đó các bạn. Chúng ta từ từ thôi, khoảng 2-3 frame một lần. Rồi, 2-3 frame một lần là chúng ta sẽ có đoạn lên và đoạn xuống. Nó khoảng animation cỡ này nè. Đó. Rồi, tiếp theo mình khoan làm mấy cái bô sau. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta cần phải chỉnh trước cái giai đoạn ở đây trước đã. Thì ở đây cái giai đoạn này nè, các bạn chọn cái đồ thị của cái trục y này nè, các bạn isolate nó đi để cho nó hiện có mỗi cái mình nó thôi. Sau đó các bạn chỉnh cái handle ở đây nè các bạn. Đó, hai cái handle nè, các bạn click chuột phải, chọn tangent, chọn linear nhá. Đó, cho nó lên. Tại vì sao? Như hồi nãy mình nói là khi mà đã lên rồi là lên là cái vận tốc cao nhất luôn, là mạnh mẽ nhất luôn, lên rất là luôn. Chứ không có lên từ từ. Nó từ 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 khi mà nó bắt đầu nó chạm được cái ngưỡng cao nhất nó mới từ từ. Đây. Rồi, bây giờ chúng ta xem animation ha. Animation của chúng ta là tương đối ổn ở cái đoạn là lên và tiếp đất. Nhưng mà cái đoạn mà lên gần lên ở trên cao á, là chưa có. Thì như một cái mẹo mà mình hồi nãy mình nói á, là mình cưa đôi nó ra, cưa đôi cái này ra, đúng không nè, thêm key, insert key nó, bên này cũng vậy, insert key nó, hai cái key này giờ giống nhau. Rồi, sau khi insert key xong á mà các bạn di chuyển nè, đó các bạn di chuyển lên xuống như thế này nè, thì các bạn sẽ thấy cái đồ thị ở đây nó không có thay đổi, đúng không nè. Thì chúng ta sẽ phải làm lại, tại vì insert key á là cái key ở đây là nó bị theo cái đồ thị ban đầu, khi mà có một sự thay đổi là nó không có thay đổi theo. Bởi vậy nên chúng ta phải làm lại. Ở đây là chúng ta tăng gần, chúng ta linear ha. Thì lúc này á là cái linear của chúng ta nó mới đi theo nè các bạn. Đó, bạn thấy không, cái linear của chúng ta nó đi theo nè. Đó, lúc này nó mới đúng. Rồi, lúc này là mình sẽ chỉnh cái này cho nó, mình nhấn D cho nó auto ha. Chỗ này, rồi chỗ này cho nó lên khoảng cỡ này đi. Đây, đồ thị của chúng ta sẽ là cái dạng là chậm dần đều và nhanh dần đều. Đó, thì các bạn thêm cái animation trên cái viewport này á, nó sẽ bắt đầu nó có sự thay đổi về vận tốc. Nó lên rất là nhanh, sau đó là nó từ từ nó rớt xuống. Thì lúc này là đoạn is lên là is in. Đây, is in, từ từ nó vào. Sau đó từ từ nó ra. Đây, từ từ nó ra nè, từ từ nó ra và đạt cái vận tốc cao nhất là ở đây. Đó. Ở đây mình sẽ cho nó lên chút xíu nữa. Rồi. Thì ở đây á, làm ở đây thì mình sẽ quay lại, mình tắt cái chế độ isolate đi ha. Ở đây á có một cái đoạn gọi là cái đoạn giãn ra. Cái đoạn giãn ra của mình á là mình mất 3 frame. 1 2 3 từ 10 đến 13. Đây, là nó lên. Thì nó lên bao nhiêu thì nó xuống bấy nhiêu các bạn. Ở đây nó chạm vào mặt đất đúng không nào? Thì chúng ta cũng vậy, 1 2 3. Đó, thì cái keyframe của chúng ta nó cũng sẽ ở cái keyframe này, 33 frame so với 33 là 36. Rồi, sau đó nó có một cái đoạn hồi.
nó có một cái đoạn hồi lên, thì cái này là do các bạn tự điều chỉnh thôi, chứ cái không không có không 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 có nhất thiết là phải theo mình. Thì cái đoạn hồi ở đây á, từ từ 36 giờ đi là tùy ý các bạn ha. Như mình ở đây á, là mình làm cho nó hồi kiểu là lên và xuống thêm một nhịp nữa đó. Thì ở đây mình thấy nó chậm quá, mình muốn cho nó nhanh hơn. Đây khoảng 42, sau đó là cái này là khoảng 50 luôn. Khoảng 45 cũng được. 45 thử xem. Rồi, cái này nhanh quá. Đó, như vậy cũng được các bạn. Còn không thì các bạn để số chẵn luôn cũng được, là khoảng từ 42 giờ đến 50 luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ xem lại cái animation của chúng ta nha. Đó, cái animation của chúng ta là nó khá là ổn ha. Thế thì cái phần tất cả những cái gì mà mình, à đây, hai cái key này mình sẽ nói lại, hai cái key này, hai cái key in between ha. Đây, đây chính là tất cả những cái key mà khác cái keyboard á thì nó là breakdown. Còn cái này là cái in between, tức là để làm cho nó chuyển động mượt mà. Đây, is out và is in của chúng ta đây. Rồi, thì thông qua cái mà mình vừa mới trình diễn real time á, có nghĩa là trình diễn trực tiếp cho các bạn xem là cái quá trình mình làm cái quả bóng này nó lên xuống lên một cách nhịp nhàng như thế này á, thì các bạn đã hình dung là mình có những, mình nhắc lại các bước ha. Bước đầu tiên là mình làm keyboard. Đây là mình làm keyboard. Keyboard là cái gì? Là những cái bow này nè, 1 23 ha, có mình sẽ không nói số đi. Cái bow trạng thái ban đầu, trạng thái cao nhất và trạng thái thấp nhất, cũng là trạng thái ban đầu luôn á, là ba keyboard chính. Đó là trí tưởng tượng của chúng ta khi mà chúng ta phát triển ra một cái animation, là chúng ta sẽ phải phát triển keyboard trước. Nhưng mà cái chúng ta mong muốn là cái gì? Nó đang ở dưới, nó đi lên và nó đi xuống. Rồi tiếp theo, cái mong muốn của chúng ta tiếp theo là chúng ta phải có một cái cớ để cho cái trái banh này nó đi lên, đúng không nè, chứ đâu phải tự nhiên mà trái banh này nó đi lên. Thì chúng ta sẽ thêm một cái bow, nó là cái bow anticipation, có nghĩa là bow nén lực, dồn nén cái lực của chúng ta, là chúng ta phải nén cái trái banh này xuống. Đây, chúng ta tạo ra một cái bow như vậy. Đây là một cái breakdown của chúng ta. Đây, cái quá trình chúng ta sẽ làm breakdown. Đây, breakdown của chúng ta đây. Và cuối cùng là in between ha. Thì cái breakdown của chúng ta nó sẽ có những cái dạng như sau. Một là chúng ta nén lực. Hai, tiếp theo là chúng ta sẽ giãn lực ra, không phải nén nữa mà là giãn cái lực nó ra, tức là bung lực á, bung lực, dễ nén lực và bung. Đây, bung. Rồi. Rồi sau đó là vào cái trạng thái là lên. Mà trước đó là sau đó, à tiếp đi. Sau đó là chúng ta tiếp đất. Đúng không nào? Thì tiếp đất chính là một cái keyboard. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ cho nó nén thêm một chút nữa, thì cái bô nén này là lý do, phải có một cái lý do đúng không? Thì chẳng qua nó là cái quán tính, khi mà có một vật nào đó rơi từ trên xuống nó sẽ có một cái quán tính, và do chúng ta giữ lại ở mặt đất nên cái quán tính, cái lực ở đây nó quá mạnh đúng không, nó tiếp tục nó đè cái trái banh xuống, rất là đơn giản thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho nó đàn hồi. Cái bô tiếp theo là một cái bô breakdown cho nó đàn hồi, có nghĩa là đây nó đàn hồi, nó lên một chút xíu, nó nhú lên một chút xíu, rồi sau đó chúng nó về trạng thái cũ, trạng thái ban đầu. Rồi sau khi chúng ta làm xong tất cả những cái breakdown đó rồi, chúng ta sẽ xét đến cái trường hợp là nó có hợp, cái vận tốc của chúng ta nó có hợp lý hay không. Thì cái vận tốc có hợp lý hay không á là phụ thuộc vào chúng ta di chuyển cái thời gian, cái time, cái của các key này, và cái như cái mẹo của mình hướng dẫn các bạn là tăng giảm khoảng 2-3 keyframe mỗi lần, đúng không nè. Đó thì các bạn sẽ tìm ra được cái chỗ hợp lý. Đó, lúc đầu chỉ là 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40 đúng không nè. Đó, nó chỉ là như vậy thôi. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển nó hợp lý, làm sao cho cái vận tốc mà chúng ta ưa cái con mắt của chúng ta nhất có thể, và làm từ từ trái sang phải ha. À, tiếp theo là chúng ta sẽ làm cái bước cuối cùng là in between. Đây, in between là cái thao tác mà chúng ta thêm hai cái key ở đây để chúng ta thể hiện nó được is out và is in. Đó. Rồi.
Thì thông qua cái bài này mình sẽ lưu cái file này lại ha. Rồi, lưu cái file này lại, sau đó mình sẽ mở lại cái bài mà nhân vật nhảy từ A sang B, jump from A sang B. Đây. Để cho các bạn có thể thấy là cái is out và cái is in của chúng ta nó là ở chỗ nào ha. Thì đây, nhân vật A3. Nhân vật A3 của chúng ta khá là nhiều key ha, khá là nhiều key. Rồi, các bạn đừng quan tâm đến key, các bạn hãy quan tâm đến bold. Rồi, quan tâm đến bold thôi nha. Thì ở đây cái nhân vật này là một ban đầu là một key bold đúng không? Đây đâu, sau đó là các bạn thấy là nó di chuyển cái chân lên và nó xuống không nè. Thì cái đoạn di chuyển chân này nè chỉ là một cái breakdown thôi, nhưng mà cái quá trình mà từ đây sang đây và từ từ đi xuống thì nó là is in các bạn. Tại sao lại như vậy? Các bạn xem mình play nha. Nhanh quá, nhanh quá đúng không nè, nhanh quá nhanh quá. Mình sẽ chỉnh cho nó chậm lại chút xíu. Các bạn nhấn vào cái bán ranh người nè, preference nè, rồi các bạn kéo xuống cái mục mà time slider á, chỗ time slider ở đây nè, đó đó đó. Thì ở đây là mình sẽ để cái tốc độ của nó chạy, playback speed là khoảng 0.5. Rồi, 0.5. Rồi, đó, nó chậm rồi đó. Nó chậm rồi đúng không nè? Rồi, cái đoạn các bạn nó nhúng xuống, các bạn thấy nó rất là từ từ nhúng xuống không nè? Tại vì sao? Nó vào cái trạng thái là anticipation. Đây, bow antic của chúng ta, bow dồn nén lực nè. Đó, thì nó sẽ từ từ, nó từ từ nó vào. Sau rồi cái đoạn mà nó búng lên. Đây, đoạn búng lên. Thì cái đoạn này khi mở trên 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 cao nè, nó giống như trái banh luôn à các bạn. Nó giống như trái banh luôn. Y chang như trái banh luôn. Thì nó sẽ từ từ nó ở trên cái trạng thái cao nhất. Các bạn có thể thấy cái đồ thị ở đây nè. Đây, có một cái điểm điểm cực đại. Đó. Đó, thì nó sẽ từ từ nó lên. Mà trước đó là nó búng rất là mạnh ha, nó búng rất là mạnh. Các bạn nhìn vào cái hông nè. Đó, nó búng rất là mạnh. Sau đó nó từ từ nó tiếp đất. Và sau khi nó tiếp đất xong á, y chang như trái banh luôn. Có nghĩa là nó sẽ bị theo một cái vô lực quán tính. Đây, có một cái lực quán tính sau khi tiếp điểm, lực quán tính làm cho nhân vật này nhún xuống một lần nữa. Nhún xuống một lần nữa. Và sau đó có một cái đàn hồi. Đây, cái đàn hồi của chúng ta nè. Nhún xuống, xong rồi đàn hồi đi lên, đẩy lên. Và chúng ta có một cái cớ để đẩy lên, chính là cái việc mà cái chân chúng ta đẩy lên. Các bạn thấy cái chân ở đây không nè, cái chân trái á, đó có một cái cớ đẩy lên đó. Rồi cái những cái bô sau chỉ làm cái bô mình tạo in between thêm để cho nó mượt mà thôi, nhưng về cơ bản nó cũng khá là giống trái banh đúng không nè, nó y chang như trái banh thôi. Nên bởi vậy nên cái bài này á, nếu như mình đưa vào khái niệm là is out và is in ngay lập tức á, thì nhiều khi là sẽ thể không hiệu quả. Và rõ ràng là nó trong quá trình mà mình dạy các học viên trước á, là nó không có hiệu quả thật đó. Thì các bạn phải có tự phải làm trước ra một cái kết quả đã đó, và sau đó chúng ta sẽ tự hỏi lại với nhau là tại sao nó lại như vậy đó. Thì chúng ta sẽ truy vấn ngược lại cái bài đó, chính là cái bài is out và is in ngày hôm nay. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại chế độ real time ha. Ok. Đó. Rồi, thì ở đây là cái nhân vật chúng ta nhảy khá là nhanh. Nó không có chậm như cái bài trái banh. Thì do thời gian mà mình setup cái nhân vật này nó nhảy nó có chút xíu à, nó khác với trò trái banh ha. Với lại ở đây có khá là nhiều cái control, cái tay chân nó tóc nữa cũng nhiều lắm, nên chúng ta dễ bị phân vân, lan man. Giờ chúng ta nhìn nhìn cái chính là nhìn cái gì? Nhìn cái hông đó các bạn. Nhìn cái hông, cái control của cái hông nè. Đây, cái hông nè. Cái hông nè.
Cái mà chúng ta nhìn chính ở cái chuyển động cơ thể á, là chúng ta nhìn cái hông là cái chính. Cái hông nó giống y chang như trái banh luôn. Đó, các bạn tập trung nhìn vào cái hông, các bạn sẽ thấy. Rồi, thì ở cái bài này mình đã giới thiệu cho các bạn về ease out và ease in ha. Thì mình hy vọng là các bạn có thể áp dụng cái khái niệm này để vào trong cái các animation tiếp theo. Đó, mình sẽ thì cái thế thì áp dụng như thế nào? Áp dụng rất là đơn giản. Ví dụ như các bạn mà chuẩn bị mà chạy á, thì các bạn sẽ phải từ từ búng lên đúng không? Búng cái người lên đúng không? Thì các bạn sẽ sử dụng khái niệm là ease out. Đó, ease out là từ từ đi ra. Sau đó rồi các bạn chạy đúng không? Chạy đến một vận tốc nào đó đều 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 rồi các bạn muốn dừng lại. Thì sao? Thì sao bạn sẽ sử dụng khái niệm là ease in. Đó, từ từ dừng lại. Là có nó chứ các bạn mà đang chạy làm sao mà các bạn dừng ngay lập tức được đúng không? Các bạn phải hạ vận tốc. Đúng không? Thì các bạn sẽ ease in. Đó, thì khái niệm nó khá là dễ. Các bạn nào muốn tăng tốc thì các bạn ease out. Các bạn nào mà muốn các bạn làm muốn mà làm cái giảm vận tốc thì ease in. Rồi. Thì ở đây mình có một cái mẹo tiếp theo. Cái mẹo tiếp theo ha. Mình sẽ không có lưu cái này nên mình tiếp theo là mình sẽ xóa cái key này đi. Thì lấy đi. Rồi, cái mẹo tiếp theo là cái gì? Ví dụ như chúng ta có một cái banh ở đây. Mình làm đơn giản thôi, mình đặt cái key ở đây. Cái key mong muốn của mình nó nằm ở 20 đi chẳng hạn, nằm ở đây. Trái banh này nó sẽ đi từ A sang B như thế này. Và chúng ta hãy xem là trên đồ thị nó như thế nào. Đây là đồ thị mặc định. Coi, đây là cái đồ thị mặc định của chúng ta. Và chúng ta hãy xem nó di chuyển nhé. Đó. Ồ, nhanh quá. Nhanh quá, mình muốn cho nó khoảng 40 đi. Rồi, các bạn thấy không nè. Rồi, bây giờ thì nó từ từ nó đi ra. Xong nó từ từ nó đi vô. Bây giờ thì mình sẽ để nó ở cái dạng tangent linear để cho các bạn xem. Có nghĩa là từ đầu đến cuối nó đi như một cái đường vận tốc bằng nhau hết luôn. Đó, các bạn thấy không nè. Đó, nó đi vận tốc rất là đều. Rồi, thế thì trong một số animation á, mình có một cái mẹo là giúp các bạn làm như sau. Các bạn muốn nó vào cái vị trí đó nhanh nhất có thể nhưng mà vẫn từ từ vào từ sau cái vị trí đó thì nó gọi là ease in đó các bạn. Ease in có nghĩa là vào nhanh nhất có thể rồi từ từ trôi theo và đến cái vị trí mong muốn. Rồi, ví dụ như vị trí mong muốn của mình là 40 đúng không nè? Và cái vị trí ban đầu của mình là 1. Nhưng mà mình muốn là nó mất khoảng chỉ có 10 frame thôi hoặc đâu đó 15 frame thôi là nó gần vào cái vị trí này rồi, nó gần vào cái vị trí ở frame 40 rồi. Khi gần vào là ở đâu? Ở đây là mình thấy nó là khoảng 33 đi đúng không, từ 33 đến 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 40 đi là gần vào rồi. Mình sẽ đặt key nhẹ nhàng ở đây một cái đó, mình đặt nhẹ nhàng ở đây một cái key. Sau đó là mình sẽ chọn cái key này nè, nhấn shift chọn cái key này, nó sẽ vàng lên chỗ này. Đó, nó sẽ đỏ lên chỗ này. Rồi mình sẽ kéo nó về khoảng 10 10 đi, ví dụ như vậy. Đó không nè. Ở đây thì mình sẽ đặt cái key ở đây là cái key linear ha. Đó. Như vậy bây giờ mình sẽ play cái animation này thử. Đó. Các bạn sẽ thấy nó vào vị trí khá là nhanh ha. Bây giờ mình sẽ 1 2 3 4 5. Đây. Như vậy đi. Khoảng 15 frame. Rồi. Thế thì các bạn nhìn cái animation này các bạn thấy như thế nào? Rõ ràng là nó mất một khoảng thời gian rất là ngắn nhưng mà nó vào được cái vị trí mong muốn rất là nhanh đúng không nè? Vận tốc rất là nhanh. Sau đó từ 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 frame 15 đến frame 40 nó bắt đầu nó cứ trôi nhẹ nhàng như vậy thôi.
Thì cái kiểu này á gọi là một cái kỹ thuật thêm in between thủ công bằng tay. Có một số cái tool á nó sẽ cho phép các bạn làm giống như thế này bằng cách là kéo qua kéo lại trên cái tool đó thì khá là nhanh, nhưng mà mình sẽ chưa có giới thiệu cho các bạn dùng tool ngay lập tức, tại vì nếu như các bạn dùng tool thì các bạn sẽ không học được gì cả. Rồi mình làm lại ha, mình xác được điểm điểm đầu đây và điểm cuối là điểm mong muốn, nhưng mà mình muốn cái chuyển động của mình nó vào thế rất là nhanh, nó vào cái vị trí rất là nhanh, và sau đó từ từ nó trôi theo thời gian, nó từ từ nó trôi 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 trôi. Thì mình sẽ xác định cái vị trí gần nhất là bằng cách là từ một nửa trở đi, ví dụ từ một nửa trở đi là 20 đúng không nè, đây thì khoảng đâu 1/3, 1/3 thôi trở đi là chắc chắn là đây 1/3 trở đi, đây khoảng 30 là chúng ta có thể sử dụng cái vị trí đó là vị trí mong muốn được rồi. Mình đặt một cái key, sau đó từ cái key này mình kéo ngược về 1/3, tự tính từ đầu đúng không, nhưng có nghĩa là 2/3, từ 2/3 chuyển động mình kéo ngược về 1/3 chuyển động, nó sẽ tạo ra được một cái chuyển động là ease in đây. Rồi với cái thủ thuật này thì mình hy vọng là trong tương lai những cái bài dạy tiếp theo sẽ áp dụng khá là nhiều và cho các bạn hình dung hiểu, và nó sẽ khá là hay ha, nó khá là hay đó. Rồi mình hy vọng là các bạn thông qua bài này các bạn học được khá là nhiều ha, các kiến thức mới bây giờ làm in between và ease in và ease out. Sau đó thì các bạn thử lấy cái trái banh ra các bạn làm thử xem coi có hợp lý không. Rồi mình hẹn gặp lại các bạn ở trong phần video tiếp theo, ở cái bài tiếp theo. Rồi chúc các bạn học vui vẻ và hiệu quả. Bye bye các bạn. Bye bye.